事实倾出一个你，有着百种，似是未告终。万物之中，一双眼，只是看到暗里情作弄，情在眼前，小了怀疑，美丽往事在浮现，人事千变。 天网内痕迹可见，天理日后告知，翻来看是对是错，公理将透视见寡为祸，抹去罪责未去罪过，终有天背负太多，留痕难躲。Chào anh. Xin chào. Xin lỗi nha, đúng ra em định ăn sáng với anh rồi mới đi, nhưng em chợt nhớ có cuộc họp phải dự, em phải về nhà thay đồ. Bye bye. Nè. Hả? À, không có gì. Tối qua có vụ án sao? Sao không về nhà ngủ? Trời, anh khát nước lắm hả? Sao uống nhiều nước vậy? Phải, khát nước lắm. Anh nhức đầu sao? À, phải, hơi nhức đầu. Giống lắm, giống lắm. Giống cái gì? Với kinh nghiệm chuyên môn nhiều năm của em nói cho em biết, hai mắt lờ đờ, khát nước nhức đầu, phản ứng cũng chậm chạp. Chắc chắn là có chơi hàng rồi. Điên khùng, chơi hàng cái gì? Nè nè, không lẽ đến ngày hôm nay anh mới bắt chước người ta chơi hàng sao? Cậu điên quá đi. Thôi đi, an toàn một chút, để em kiểm tra. Kiểm tra cái gì, sáng sớm đừng có giỡn nữa. Chẳng phải cậu đi đánh banh sao? Sao không đi đi? Anh không sao thật chứ? Không sao, tôi không sao thật mà. Tối qua cùng bạn học đi uống nước, uống vài ly nên ngủ luôn trong xe. Ngủ dậy vừa khô cổ lại đau nhức cả người, nhức đầu thôi, không sao thật mà. Được rồi, đi đánh banh đi. Vậy em đi nha. Ờ, à, đi đi. Ừ, vậy đi nha. Ờ, à, bye bye. Bye. Alo, Jack hả? Là bác đây. Xin lỗi nghe, sáng sớm đã gọi cho anh. Tôi có chuyện nhờ anh giúp đỡ. Phải, tôi muốn anh làm kiểm tra giùm tôi. Thịt hầm với dâu đi. Cũng được. Ý, có cần đợi madam đến không? Có khi chúng ta gọi món trước, cổ làm xong việc sẽ xuống ngay. Nè, Thạc à, cô nhìn cô gái này đi. Phần eo cao lắm chỉ có 23cm, nhưng mà cặp giò lại dài tới 42cm. Tuyệt. Dĩ nhiên là tuyệt rồi, nếu xuất hiện sớm nữa năm thiếu gì phim cho cô đóng. À, cái cô Ella Vu này, ủa, cũng xinh đẹp lắm. Nhưng mà tôi coi quyển tạp chí đăng hình lúc nhỏ của cổ, lúc trước mũi của cổ xẹp lép, còn bây giờ thì mũi cao, không biết có phải sửa không? Nè, anh đừng nói lung tung nha, bẩm sinh đó. Sao cô biết? Em bà con của tôi đó, lẽ nào tôi không biết chứ? À, tức là cô có thể làm nhân chứng, chứng kiến mũi của cổ mỗi năm mỗi cao lên. Tâm Di, nói thiệt nha,
Chừng nào cô giới thiệu em bà con của cô cho chúng tôi quen đây? À, phải đó, tức là chúng tôi cũng thích quen bạn mới lắm. Hai người đừng có mơ. Quen bạn mới gì chứ, bạn gái à? Madam, Tâm Nhi đó, chẳng thà giấu cô em bà con xinh đẹp cũng không chịu giới thiệu cho chúng tôi quen. Dĩ nhiên là không giới thiệu cho các người quen rồi, tôi bảo vệ cổ mà. Cô dùng hai chữ bảo vệ, tức là bây giờ cô muốn nói hai chúng tôi sẽ làm tổn thương cổ, có đúng không? Nhiều khi quen thêm bạn cũng không xấu. Cái miệng của hai người này có hơi tệ, nhưng không chừng giới thiệu rồi, quen thân rồi sẽ thấy được cái hay của họ. Thật ra con người quan trọng là có duyên phận. Chỉ cần duyên phận đến, có bạn ở bên cạnh, con người cũng vui hơn. Mọi người gọi món gì tôi mua giùm. Hình như Madame đang nói duyên phận của cổ đến rồi thì phải. Tức là cổ đã có bạn trai sao? Cổ có bạn trai hay không thì không biết, nhưng nếu ngày nào cổ cũng vui như vậy, cuộc sống chúng ta sẽ dễ thở hơn. Cẩn thận nha. Trời ơi ba à, Hồng Kông cái gì cũng có cần mua như là trữ hàng như vậy không? Lần này vé máy bay và khách sạn đều không cần tốn tiền, mua thêm một chút quà cũng đâu có sao đâu. Ba đợi mua nhiều một chút. Tiểu Du à, con làm gì mà thơm vậy? Có biết cả tuần hai người không được uống canh ngon, con thấy gà tre ngon quá cho nên dùng nồi nấu canh điện tử, nấu sẵn canh gà nước dừa cho hai người uống đó. Chị nấu canh? Bộ lại lắm sao? Yên tâm đi, con biết canh gà nhiều mỡ cho nên đã lóc hết da gà rồi. Ngoài ra con cũng đổ hết nước dừa vào rồi, bảo đảm nồi canh vừa thơm vừa ngọt đó. Tiểu Du à, con nấu canh hồi nào vậy? Hình như còn giỏi hơn cả ba nữa hả? Chẳng những vậy, phải nói là có thể làm vợ người ta. Nhiều chuyện quá đi. Nhưng con nấu nồi canh này nhiều quá, nếu uống không hết. Cương à, em đem đến văn phòng cho đồng nghiệp uống đi. Cũng được, dù sao Thinh Thinh cũng thích uống canh. Em nhớ mời sếp Cao uống nữa nha. Tại sao vậy? Sếp Cao vậy em biết nhiều chuyện nhất mà. Chắc anh phái sư này đáng phải mời ảnh uống chứ. Con đi nêm uống. Alo, sếp Cao, Jack đây. À Jack, có phải có kết quả không? Chúng tôi xét nghiệm mẫu nước tiểu của anh, phát hiện trong đó có cạnh cathacidin, cũng tức là axit muối ban mau. Có lẽ anh cũng biết cái gì mà có chất này chứ. Rồi Tây Ban Nha, cảm ơn anh. Được rồi, anh có gì cần mới tìm tôi nha. Bye bye. Bye bye. Cô à, tôi thấy anh ta bỏ thuốc vô ly của cô. Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Tôi nhớ mặt mày. Nhất định là hai người đó. Uống gì thôi? Cho tôi Long Island. Em thắng rồi, anh uống. Em bằng vàng quá. Sao? Chuyện gì đây? Cảnh sát đây, làm bằng giấy chứng minh. Cảnh sát gì chứ? Biết tôi là ai không? Nè, mau đưa tay lên. Viên lớn, viên nhỏ, bộ thích đãi bạn bè hả? Sếp à, những thứ đó không phải của tôi. Sếp bắt tôi về cũng vô ích thôi. Tôi biết là trên người anh không có hàng, nhưng mà phiền anh thay chúng tôi về hỗ trợ điều tra. Tôi cũng nói với anh nữa, kêu luật sư tôi tới nói với anh. Ông à, không chừng đây mai em phải ra tòa làm chứng đó. Không thành chứng được. Thì ra là mày. Mày là ai chứ? Mày bắt cảnh sát hả? Im đi. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm công dân, tố cáo tội ác thôi. Mày giỏi lắm. Nói nhiều quá, đến sở cảnh sát mới tính đi. Đi. Vào đi. Sếp Cao. Sao hả cậu Cương? Mới đi du lịch về sao? Dạ phải. Có vui không? Vui lắm. Em có mua quà cho anh. Trong này có xoài xấy ngon nhất của Thái Lan và mực xé bán chạy nhất của Mã Lai đó.
Nhiều quá làm sao tôi ăn hết? Chưa đâu, đây là canh tình yêu của chị em nấu cho anh đó. Canh tình yêu? Đủ độ lửa lắm. Chị hai nói chẳng những ngon miệng mà còn có lợi nữa, uống vào nhuận cổ, nhuận phổi. Cho nên anh nhất định phải uống. Chị cậu còn nói gì nữa không? Có chứ. Chị nói từ lúc em vào nghề tới nay, cảm ơn anh đã dạy em nhiều chuyện. Cho nên ấm canh này coi như canh bái sư, kêu anh nhất định phải uống hết. Sếp cậu à, anh nhớ uống hết nha, em ra ngoài. Em xin phép ha. Cảm ơn cậu nghe. Cứ quá gì. Chào Tinh Tinh. Ê, nghỉ phép về rồi hả? Đi chơi có vui không? Vui lắm. À, ấm canh này tôi đem tới cho cô uống đó. Chị của tôi nấu canh gà nước dừa. Chà, ngon lắm nha. Nói tiếng cảm ơn madam giùm tôi ha. Tôi biết rồi. À, còn phần quà này tôi mua tặng cho cô đó. Lúc tôi đi du lịch thấy móc khóa này, tôi thấy cũng hợp với cô nên mua cho cô nè. Cảm ơn anh. Không có gì. Ý, là chiếc giày nha. Bình thường phải mua một đôi, anh mua một chiếc thôi sao? Thật ra tôi đã mua một đôi. Đẹp quá à. Đẹp thật sao? Tôi thích lắm đó. Tôi có thể lấy luôn chiếc này không? Được không vậy? Tôi trả lại tiền cho anh. Ờ, vậy thì không cần. Thật ra cũng không mau hư lắm đâu. Nó bị hư thiệt tôi mới nhường chiếc của tôi cho cô. Không phải tôi mua cho tôi đâu. Tôi mua để tặng người ta thôi. Người ta nào? Không biết anh có thích không nữa. Anh? Anh là? Anh là anh. Cô có bạn trai rồi à? Không nói cho anh biết đâu. Xin chào, xin chào Kelly Rosa, xin chào. Cô ăn sáng chưa? Ăn rồi, sao hả? Cô làm ơn ăn giùm tôi đi, bây giờ bụng của tôi không được khỏe, đừng bỏ uổng. Tôi đã ăn rồi, không biết còn ai chưa ăn không. À, hỏi sếp cao coi có ăn không. Được, tùy cô. Alo, Kelly, có chuyện gì vậy? Sếp cao, tôi mới nhận được kết quả của ba rượu bách sinh. Sao hả? Có phải axit muối ba màu không? Dạ phải, đồng nghiệp bên tổ quản lý thuốc đã xác nhận loại thuốc tìm được ở đó là một loại thuốc có chứa axit muối ba màu, còn được gọi là ruồi Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có nước gây mê và chloroamine keton được gọi là viên cây. Ok, cảm ơn cô. Đến rồi à? Phải. Sao không lên tìm em? Sáng nay qua bên này dự họp, bây giờ đi ăn chút lót dạ, lát nữa sẽ chạy đi họp nghe. Gần đó có lấy canh chanh uống hay không? Món canh gà nước dừa đó, em đã dựa theo phương pháp của bác Thông đưa cho em nấu đó. Có vừa miệng không? Ngon, ngon vô cùng. Cảm ơn nhiều. Lần sau nấu canh gì? Canh cá, anh có uống không? Bác, tôi nghĩ có một chuyện chúng ta phải nói rõ với nhau. Chúng ta hợp tác bấy lâu, tôi nghĩ cô cũng biết tôi là một người rất sáng suốt. Vậy thì sao? Thật ra tôi muốn tập trung tinh thần vào sự nghiệp của tôi hơn. Em có tưởng anh muốn nói gì. Em hiểu. Nhưng bây giờ chúng ta đã lớn rồi, không cần gặp mỗi ngày. Rảnh rồi anh hãy đến tìm em cũng được. Thật ra bấy lâu chúng ta luôn là bạn thân. Có những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, nó vượt ngoài suy nghĩ của tôi. Ngoài suy nghĩ à? Phải. Tôi không nghĩ là sẽ xảy ra, cũng không hiểu tại sao lại xảy ra. Thật ra cô tốt lắm, vấn đề là tôi thôi. Tôi phải tưởng anh nói gì chứ. Tôi hiểu. Thật ra tôi cũng không bảo thủ như anh nghĩ. Tôi có chuyện phải làm, phải lên trên. Fácil comprender por qué no me das la razón. No es un misterio, lo ves inútil es en los asuntos del amor. Ủa, về rồi hả? À, ba đã mua nguyên liệu giùm con rồi. Nè, đảng xăm và táo đỏ đó, ba rửa sạch cắt nhỏ giùm con rồi. Con coi con cá đó làm như thế nào. Con cá đó ba muốn làm gì thì làm, con không nấu đâu. Sao lại không nấu? Tối qua con nói canh đảng xăm, táo đỏ, cá bóng mú đó có thể tăng cường sức đề kháng, bổ não an thần mà. Sức đề kháng tốt thì sao chứ, khi sụp cũng sẽ sụp thôi. Chị hai,
Hôm nay em đem canh của chị đến văn phòng, ai cũng khen là rất ngon. Em còn lấy một chút vô mời sếp Cao. Em nói với anh chị đã dốc hết tinh thần nấu nồi canh này đó. Ba, con hơi nhức đầu, con muốn vô phòng. Tối nay đừng kêu con ăn cơm. Chuyện gì vậy chị hai? Chị hai có vẻ như mệt mỏi lắm, nhìn chị suy sụp hoàn toàn. Làm ngày làm đêm, dù sao cũng là con gái mà. Con nghĩ nhiều khi làm việc tốt thì vui sao? Ê, có bạn để quen thì không sao. À phải Cương à, con coi ở văn phòng có đồng nghiệp nào tốt giới thiệu cho chị con đi. Con giới thiệu? Phải, con phải để ý. Nè, nếu ở văn phòng có đồng nghiệp nào vừa tài giỏi là vừa tốt bụng thì con thúc giục giùm chị con đi, biết chưa? Ba, nước sôi rồi. Ờ. Bản thân của con còn khó sống nữa là. Cương à, làm ơn cho tôi chai bia. Dạ. Thinh Thinh có bạn trai rồi. Cô nói với cậu sao? Vậy thì không, nhưng em có thể nhận thấy, thật ra biết sớm cũng tốt. Không cần phải buồn như vậy, thế gian này rộng lớn, nhất định sẽ tìm được cô gái cậu yêu. Cậu cũng yêu cậu, chẳng phải anh luôn nói với em làm người phải tin tưởng vào bản thân của mình sao? Chứ dù Thinh Thinh thật sự có bạn trai, em cũng chưa biết em thua ở chỗ nào. Chưa gì đã bỏ cuộc có khi nào sống quá không? Chuyện tình cảm không thể dùng thắng thua để nói được. Không được, giá nào em cũng phải điều tra người Thinh Thinh yêu là ai. Nếu không giá nào em cũng không bỏ ý định. Còn điều tra để làm cái gì mới được chứ? Chứ dù cậu thật sự điều tra được thì đã sao? Thật là lúc trước Thinh Thinh cũng có đề cập với tôi. Cậu nói nếu cho cậu chọn bạn trai thì cậu sẽ chọn những người chững chạc một chút, ổn định một chút và có sự nghiệp. Có thể cậu không phải là dạng người trong lòng của cổ tiền. Cậu nói vậy thật sao? Chững chạc, ổn định, có sự nghiệp. Không lẽ không... Đúng là sếp Cao. Giống lắm, giống lắm. Em thấy Thinh Thinh cũng tốt với sếp Cao lắm mà. Chưa hẳn là sếp Cao đâu, nhưng cũng phải. Có thể họ cũng chưa ổn định cho lắm. Không chừng em vẫn còn có cơ hội. Cậu Cương à, cậu nghe tôi nói đã. Em biết rồi, chững chạc ổn định chứ gì. Em cũng được, em cũng có thể chững chạc ổn định mà. Em không còn nhỏ nữa, cũng phải tiến lên theo hướng này rồi. Không lại suốt đời cứ như trẻ con sao, đúng không? Làm sao chững chạc đây? Anh Tâm à, anh sẽ chỉ cho em phải không? Nè, dì Tinh Tinh, bữa nay em khao cho. Sao hả? Em là Tinh Tinh nè, anh tan sở chưa? Hay là chúng ta... Không cần hay là nữa, tuần này anh bận lắm, có nhiều việc làm, anh không muốn đi đâu hết. Có phải bà bị ăn hiếp anh cũng bỏ mặc không? Bà bị ăn hiếp? Lúc nãy em gọi điện cho bà, nhắc bà đi tái khám. Ai ngờ bà nói nhà bà bị người ta đập phá, không có tâm trí đi. Còn nữa nha, sẽ tìm tên khốn đó hỏi tội, em sợ bà có chuyện. Buông tay tôi ra đi. Buông ra hả? Cậu không đền đồ đạc cho tôi, giá nào cũng không có buông đâu. Cái gì chứ? Bà. Cậu, bà. Thinh Thinh, bác sĩ cổ, hai người đến thật là đúng lắm. Bao chữ bà điên này lại đi, nếu không tôi đạp đi, bà té không liên quan đến tôi. Anh biết là bà bị té còn đạp xe đi nữa, dĩ nhiên là liên quan đến anh rồi còn gì. Bởi mới nói, cậu độc ác như vậy, coi chừng mấy năm cuối đời đó. Bà coi chừng thì có, lo cho bản thân bà trước đi, ăn nhiều cá khô như vậy trước sao cũng bị ung thư à. Hai con cũng nghe rồi đó, nó không đánh tự khai rồi. Sao cậu biết tôi thích ăn khô? Chắc chắn là cậu làm ướt rồi. Anh mau khai nhận đi, chính anh làm ướt khô của bà. Cô nói gì chứ, tôi có giận đâu. Sao cậu biết tôi thường ăn khô? Ở đây đầu làng cuối xóm có ai mà không biết. Khô của bà thúi đến ở làng bên cũng ngửi được kìa. Cậu không cần diễn cớ nữa, khô của tôi phơi lâu lắm rồi. Cậu mau trả lại nè, cho tôi đi. Mau buông tay ra, tôi không có làm ướt khô của bà. Mau buông tay ra đi. Bà nghe con nói đi, chúng con nhất định có cách giúp cho bà tìm lại ai đã làm ướt khô của bà quên rồi sao? Thinh Thinh làm pháp chứng mà. Pháp chứng gì chứ, làm pháp sự cho bà đi. Anh à, cái gọi là pháp chứng là khi xảy ra tội ác tìm kiếm chứng cứ rồi bắt tên hung thủ cho luật pháp trừng trị. Cho nên nếu như có phạm tội, chúng tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ chứng minh. Không biết cô nói gì nữa. Thinh Thinh à, con lập tức tìm chứng cứ bắt cái tên khốn này. Bà yên tâm đi bà, cả đám bị điên hết trơn rồi, tự nhiên đặt điều du không, mất công đi với mấy người nữa. Nè cậu đứng lại đó, mau gọi điện thoại báo cảnh sát bắt nó đi. Bà, tụi con nhất định bắt tên đó giùm cho bà. Nhưng mà trước tiên bà phải nói cho tụi con biết thật ra mọi chuyện như thế nào, tụi con mới có thể giúp được cho bà mà. Thằng đại khùng đó,
cao to thì có cao to đó, nhưng mà không có khùng chút nào. Giỏi nhất là gạt tiền người già cá. Lần đó tự nhiên nó đến đòi chơi mạt chược với bà. Bà cũng biết là nó không có tốt lành gì. Ai ngờ nó thật sự thua giật thắng đòi. Kế đó bà đi đòi nợ nó liền nằm giá với bà. Nói là trước đó đã nói rõ là không ăn tiền. Bà bị điếc bị lãng tai nghe nhầm mà thôi. Coi tức hay không chứ. Bà, nhưng trước đó trong điện thoại bà nói chuyện với Thinh Thinh không rõ cho lắm. Những gì lúc nãy bà nói có liên quan gì tới khô bị ướt chứ? Thì bà sắp nói tới rồi nè. Ây, nhắc tới thằng khùng này thì tức chết thiệt. Cần gì tức giận gì hạ người này? Phải đó, không đáng chút nào. Ây, bà cũng không có muốn tức đâu. Có điều thằng khốn đó quá đáng vô cùng. Đó, có lần sinh nhật của chồng bà mới đi mua một con gà về. Ai ngờ nửa đêm nửa hôm thằng khốn đó còn thả chó. Ây, báo hại những người già ngủ say bị nó làm giật mình. Con biết đó, người có tuổi rồi tim yếu dữ lắm. Bà ơi, bà nói gì vậy? Dạ ông. Thì đang nói chuyện thê thảm của tôi đó. Cũng may cậu Thâm và Thinh Thinh đến thăm tôi thôi. Rảnh rỗi đến thăm ông bà sao? Tôi kêu chúng nó tới đó. Ông làm gì vậy? Gom hết đồ đạc. À, ông lại muốn ép tôi dọn đi nữa hả? Không phải là ép. Còn nó nói dù sao bà sống ở đây cũng không có vui. Hơn nữa mỗi tháng phải đi tái khám tới 2 lần. Nên kêu chúng ta dọn ra ngoài ở vài bữa. Ông không cần nói nữa. Tôi không có dọn đi đâu. Ủa, con Thiện đâu rồi? Nó sợ bà ngồi xe say sóng đi mua ô mai cho bà rồi. Ôi, bà cứ thuận theo ý của nó, dọn ra ngoài ở vài hôm con có quen hay không? Ông không cần phải nói nữa. Tôi không có dọn đi đâu. Mất công thằng khốn đó lại nghĩ là tôi sợ nó. Thằng khốn đó nó dám tới đây phá hư đồ của tôi ha, lại không dám nhận. Ôi, bà lại gây với nó nữa sao? Chẳng những là gây, tôi còn bắt nó phải ngồi tù nữa. Ăn hiếp những người già cá yếu đuối hả? Cũng may bây giờ có cậu Thâm và Thinh Thinh ở đây rồi. Liên quan gì tới Thinh Thinh lại làm phiền người ta nữa? Không có sao đâu. Thì đó, Thinh Thinh làm pháp chứng mà. Nó chuyên giúp cảnh sát phá án. Nó giỏi lắm rồi nha. Ê, chứng cái gì? Con điều tra. Con coi đi, thằng khốn đó làm chết cây của bà đã đành. Đó, đó, mấy con khô ngon này nè, bà đã phơi đến sắp ăn được rồi. Nó cũng lấy xuống làm ướt hết của bà. Chắc chắn là bị dòi rồi, thiệt là độc ác quá. Bà, cũng biết nói là thằng khốn đó rồi, nó hung hăng, không nên gây với nó. Dữ thì sao chứ, ha. Bây giờ trời cũng giúp tôi, phái bác sĩ Cổ và Thinh Thinh đến đây để thu phục thằng khốn đó nè. Thật ra chuyện này là... Ông đừng có phiền quá, ông đi vô đi. Ông làm bánh củ cải, nấu nước, pha trà cho khách uống là tốt hơn. Thôi đi giùm đi, đi đi. Vết cắt của sợi dây rất là ngắn. Bên cạnh còn có vết rỉ sét. Rõ ràng là con dao đó bị sét. Thực ra con dao đó là do hắn tự mang lên. Hay là lấy ở đây? Đất này nhìn giống đất lắm, không biết là cái gì. Sự sống của cây vàng niên thanh rất mạnh, cho dù trong môi trường khắc nghiệt cách mấy cũng có thể sống được. Thực ra cái gì làm nó chết chứ? Sao lại có mấy vết nước màu nhạt này vậy? Rất trùng khớp với kích thước của nắp chai. Sao hả? Có phải có chút dấu vết gì không? Bà, nước rửa móng tay này của ai vậy? Của con bà đó. Nó thích làm đẹp lắm, thích sơn móng tay lắm. Má. Ủa, về rồi hả? Hay chuyện này là... Đó, có lần má đi mòn nghêu, cũng nhờ bác sĩ Cổ và Thinh Thinh cứu má đó. À, đây là đứa con ăn mày của bà, tên là Thiện. Cảm ơn hai người nha. Nếu không nhờ hai người, tôi nghĩ má tôi cũng đã có chuyện rồi. Không có gì. Cảm ơn cô. Xin lỗi nha. Ủa, về rồi hả? Ba, cùng ăn bánh củ cải đi. Bác sĩ Cổ à,
Uống ly trà trước đi. Cảm ơn. Nè, uống trà trước đi. Cảm ơn. Ăn bánh củ cải nè. Có bên này đi. Xem ra thủ phạm phá hoại dấu mặt đó không chỉ là một. Vậy đó là hai người. Hai người? Ngoài trừ Đại Khùng còn một người nữa sao? Ông nói đúng lắm. Đúng là không liên quan tới Đại Khùng. Lúc nãy tôi xem vết cắt của sợi dây thừng có dấu rỉ sét, trùng khớp với màu rỉ sét trên cây lưỡi liềm của nhà ông. Với lại cán dao lưỡi liềm đó có dính vết đất. Có lẽ là sau khi có người động đến đất xong đã bất cẩn làm dính lên con khô. Cô nói có sai không ông? Ăn khô nhiều quá đâu có lợi gì. Tôi làm vậy cũng vì lo cho sức khỏe của bà ta thôi. Cái gì? Thì ra là ông làm sao? Chưa hết. Lúc nãy con cầm cây trúc cắm trên chậu kiển, phát hiện ra cây trúc có dính vết nước nhỏ, hình như là bị những chất có tính ăn mòn bám vào. Con cũng tìm được cái nắp này ở bên cạnh chậu kiển, và kích thước của nó thì giống như là miệng chai nước rửa móng này vậy. Con tin chắc người đó đã đổ nước móng tay này vào chậu kiển, và trong quá trình đó người này bất cẩn làm trầy móng tay, sau đó làm dính lên trên cái nắp. Và trong nhà này chỉ có mình cô mới sơn móng tay thôi. Tôi tin chắc cô đã dùng nước rửa móng này làm chết cây, có đúng không? Thì ra con cũng có phần sao? Tại sao hai người phải làm như vậy chứ? Má, con xin lỗi. Má nghe con nói đi. Thật ra ba và con bất đắc dĩ lắm mới làm như vậy thôi. Ai kêu má cứ chê xa không chịu đi tái khám. Kêu má dọn ra ở chung với tụi con, má lại không chịu. Tối ngày lo phơi khô và ăn những thứ không có lợi. Con và ba không biết làm gì hơn, cho nên mới thông đồng ép má đi thôi. Đành là vậy. Nhưng cô làm như vậy sẽ làm bà sợ lắm. Báo hại bà đi gây gổ với người ta, lại nghi ngờ này nọ nữa. Làm như vậy càng không tốt cho sức khỏe. Ông đâu có biết lại gây ra chuyện lớn như vậy. Bà ơi, xin lỗi nha. Cũng không thể đổ hết cho hai cha con ông. Cha con ông muốn tốt cho tôi thôi. Ây, tất cả cũng lỗi tại tôi. Không chịu đi bác sĩ mới ra nông nỗi này. Thực ra người một nhà có chuyện gì cũng được, cũng phải bàn bạc với nhau mới đúng chứ. Cô biết bà bị bệnh tim, cô còn hù dọa bà. Lỡ như có chuyện gì thì tính sao? Bà còn bà nữa, bà biết sức khỏe của bà không được tốt thì phải đi bác sĩ mới được. Sức khỏe không tốt thì làm sao hưởng thụ cuộc sống được chứ? Phải đó bà. Nếu bà thật sự yêu thương ông và con của bà thì bà phải quý bản thân mình, đừng làm cho họ bận tâm nữa. Chính là cách giải quyết tốt nhất đó. Bà biết rồi. Từ nay bà không làm vậy nữa. À, Đại Khùng. Nè, xin lỗi nha. Chúng tôi đã hiểu lầm anh. Gì? Trời ơi. Gì? Gặp các người không có gì tốt anh. Xin lỗi nha. Nè, chúng ta cười người ta như vậy có phải rất xấu không? Dù sao chúng ta cũng là thiện tâm nhất thinh. Thiện tâm nhất thinh gì chứ? Người ta hát cũng có láng giềng hàng xóm. Anh đó tên là Thâm, em tên là Thinh. Chúng ta mới hợp tác làm một việc thiện. Chẳng phải là thiện thâm nhất thinh sao? Em đúng là hơi khùng khùng. Như vậy cũng được sao? Sao lại không được chứ? Nè, để chúc mừng thiện thâm nhất thinh chúng ta lần đầu tiên hợp tác thành công. Anh xòe tay ra. Tại sao anh phải xòe tay ra cho em? Nhanh lên. Tay đây. Tặng cho anh đó. Thơm quá à. Là mùi gì vậy? Hình như là mùi trà trứng. Trà trứng? Lâu rồi em không được ăn. Mau đi ăn đi. Nè, sao anh còn đứng đó? Đi ăn trà trứng đi. Chào cô. À, phim này 6:30, hàng này.
Xin hỏi cô mua mấy vé? Một vé. ¿O es que ya te olvidaste que entre los dos aún no sangra esta herida, un juego sin final? Chao. Chao. Đi ăn một mình chứ? Thật ra lần trước... Xin lỗi. Tôi có hẹn với bạn, họ đang đợi tôi. Hôm khác nói tiếp nha. Si tú eres como el sol que acaricia mi piel, transforma mi cuerpo. À phải, bạn tôi nói có thể đợi. Tôi thấy có dư một vé không muốn bỏ uổng cho nên đi coi thôi. Họ nói đi ăn cơm, sau đó đến karaoke đợi tôi. À thì đó. Cảm ơn. Nè, giá ưu đãi của món lẩu này đã nói rõ là bốn người cùng đi sẽ miễn phí một người. Bây giờ chúng ta có năm người tính sao đây? Thì không cho thì cậu cho đi. Đúng rồi. Nè, 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 có phải ăn nói vậy không hả? Giờ sinh ra tử mà. Madame. Madame, tôi tìm được bữa ăn lẩu giá ưu đãi. Đáng ăn lắm, bốn người cùng đi miễn phí một người. Tối nay cùng đi giải trí uống ly bia đi. Thôi, mọi người đi đi. Đã nói không cho cậu đi rồi, đuổi khéo Madame. Madame, cô mà kể tên keo kiệt này, chúng tôi chia đều. Trước giờ Madame rất hào phóng, lý nào lại tiết kiệm chút tiền đó chứ. Nè, nếu tối nay cô không rảnh, thì tối mai chúng tôi đợi cô. Thôi đi, tôi bận nhiều việc lắm, không biết bao giờ mới rảnh. Mọi người đi đi, đừng đợi tôi trả. Hình như Madame có chuyện không ổn. Thì đó, nhìn kỹ lại cô có vẻ suy sụp lắm. Nè, có khi nào bệnh cảm lần trước chưa dứt không? Anh không quan tâm Madame chút nào, cô đã khỏi hẳn lâu rồi. Hai hôm trước, Thúy Cổ vẫn hồng hào vui vẻ lắm mà. Có chuyện gì vậy ta? Có chuyện gì thì phải lập một tiểu tổ chuyên án điều tra mới được. Cô là con gái mà. Không lẽ mọi người trông cậy tôi sao? Dĩ nhiên là cô rồi. Alo, chị Tâm. Elsa. Khoan khóc đã, bình tĩnh lại. Nói cho chị nghe, chuyện gì vậy? Sao? Chị Tâm. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy Elsa? Đừng có khóc nữa. Từ nay em không biết tính sao nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngồi xuống đi. Nói cho chị biết xảy ra chuyện gì. Tối qua em đi uống nước với đám bạn. Họ giới thiệu một công tử cho em quen, tên là Frankie. Con người ảnh lịch sự lắm. Anh nói chuẩn bị quay phim mời em đóng vai chính, cho nên em mới nói chuyện với ảnh. Ai ngờ ngồi uống nước một hồi, mơ mơ màng màng, khi tỉnh lại em đã nằm trên giường này. Lúc uống nước em có bỏ đi đâu không? Em có đi vệ sinh đó. Nhất định là trong ly nước có thuốc mê. Chị báo cảnh sát giùm em. À, đừng mà chị Tâm, đừng mà. Em không muốn cho ai biết đâu. Từ nay em còn mặt mũi nào nữa chứ? Em còn làm người mẫu nữa. Ella, em bình tĩnh lại đi, nghe chị nói nè. Em làm vậy vô ích lắm. Em làm vậy tức là cho hắn cơ hội hại tiếp những cô gái khác. Em không muốn như vậy mà, có đúng không? Em không biết tính sao nữa. Được rồi, nín đi. Ông Trần, cho hỏi ông có phải là quản lý phòng khách của khách sạn này không? Phải, đúng vậy. Cảnh sát chúng tôi nhận được tin là phòng 2018 của khách sạn này xảy ra một vụ cưỡng hiếp. Chúng tôi muốn biết là vị khách nào cùng nạn nhân đến đăng ký thuê phòng vậy? Có khi nào các vị nhầm lẫn không?
Phòng khách này thường xuyên dành riêng cho tổng giám đốc hành chính của chúng tôi sử dụng. Tức là phòng riêng của ông ta. Ông ta tên gì? Bây giờ ở đâu? Ông ta tên là Frankie Mạc Trác Hạo. Ông ta đang tiếp khách với chủ tịch của chúng tôi ở trong văn phòng. Sau khi chúng tôi đến phòng khách sẽ lập tức tìm ông. Cảm ơn ông. Cảm ơn. Madam. Madam, đây là lời khai của Ella. Bước đầu nghi ngờ có lẽ là đã bị người ta đánh thuốc mê. Ella, tôi là Madam Lương. Lần này cô làm rất là tốt. Cô yên tâm, chúng tôi nhất định giúp cô. Nhưng do Tâm Di có quan hệ bà con với cô, cho nên cô không tiện tham gia để điều tra. Tôi biết rồi Madam. Madam à, tôi muốn nghỉ phép lo cho Ella. Không thành vấn đề. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện làm một chuỗi các kiểm tra phụ khoa, trong đó bao gồm thu thập mẫu tinh dịch trong người của cô, với lại kiểm tra nước tiểu, coi trong người cô có chất bã của thuốc để làm chứng cứ hay không. Cô Trân cậu Thạc, đeo la đến bệnh viện. Yes, yes madam. Sếp Cao, mọi người tới rồi sao? Phải, sếp Cao. Sếp Cao. Madam. Vụ lần này là đánh thuốc mê. Nạn nhân nữ nghi ngờ lúc ở ba rượu bị người ta tẩm thuốc vào ly nước, sau đó mơ mơ màng màng bị người ta đưa đến đây. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện bị người ta cưỡng hiếp. Và kẻ can tội cưỡng hiếp nạn nhân đó đã bỏ đi rồi. Bây giờ chúng tôi đi tìm người đó. Ở đây giao cho anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Hai người đi theo tôi. Em đi kiểm tra giường. Xin lỗi. Chúng tôi là đợi một lát nha. Ông Mạc, tôi thay mặt Kiêu Dương xã cảm ơn ông. Có quỹ học bổng này, thanh niên sẽ có nhiều cơ hội làm lại từ đầu hơn. Có gì đâu, tư tiên là trên hết. Helena, tiễn ông Châu giùm tôi. Ông Châu ở bên này. Hai vị, chúng tôi có thể giúp gì? Xin lỗi, tôi là thanh tra cao cấp của tổ trọng án Tây Cửu Long, Lương Tiểu Nhu. Tôi là trung úy Thẩm Hùng. Chúng tôi nhận tin báo khách sạn của ông xảy ra vụ cưỡng hiếp và nghi ngờ có liên quan đến tổng giám đốc hành chính của các ông Frankie Mạc. Cho hỏi trong hai vị ai là Frankie Mạc? Là tôi. Chúng tôi muốn mời ông về hỗ trợ điều tra và lấy mẫu tinh dịch của ông để đối chiếu. Có khi nào hai vị nhầm lẫn rồi không? Tôi tin cháu của tôi nhất định không làm chuyện như vậy. Khoan đã, người nói là bị cưỡng hiếp có phải tên Ella không? Phải. Không cần kiểm tra nữa, tôi có quan hệ với cô ta. Nhưng mà đôi bên đều là người lớn, là đôi bên tình nguyện, không có phạm tội. Nghe Ella nói là ông tẩm thuốc cưỡng hiếp cổ. Ella nói vậy thật sao? Phải. Hôm qua bạn tôi giới thiệu cổ cho tôi quen. Cổ vừa ngồi xuống liền đối với tôi rất nhiệt tình. Không lý nào tôi từ chối cổ. Sau đó chúng tôi lên giường. Nhưng mà sau khi cổ lên giường đã mở miệng xin đồng hồ của tôi. Tôi cảm thấy tặng đồ cho bạn gái của tôi không có vấn đề gì. Nhưng cổ chỉ là một người du qua đường của tôi, cho nên tôi đã từ chối cổ. Nhưng tôi không cảm thấy tôi không tặng đồng hồ cho cổ thì cổ có thể kiện tôi cưỡng hiếp. Với lại thật ra người chơi thuốc là cổ. Cổ hỏi tôi có uống hay không, thực tế tôi không sử dụng những thứ đó. Cho nên hy vọng mọi người điều tra rõ ràng, đừng đổ oan cho người tốt. Đó, hai người nghe rồi đó. Rõ ràng cho chuyện này có người muốn vu khống cháu của tôi. Hy vọng hai người xử lý đàng hoàng. Chúng tôi cứ bảo lưu khiếu nại cô gái đó phỉ báng người khác. Ông yên tâm, chúng tôi điều tra nhất định phải có chứng cứ. Nhưng ông Mạc à, theo quy định chúng tôi vẫn phải mời ông theo chúng tôi về sở cảnh sát lấy lời khai. Ok, không thành vấn đề. Anh Minh đã xét nghiệm với tinh dịch dính trên giường và tinh dịch cho bệnh nhân chuyển đến. Bắt đầu chúng ta nghĩ cô người mẫu đó bị người ta cưỡng hiếp. Ai ngờ bây giờ nghi can lại nói những chuyện hoàn toàn trái ngược. Xem ra vụ án này gay go lắm. Con người biết nói dối nhưng vật chứng thì không. Càng khó điều tra thì càng phải dựa vào mỗi một vật chứng và mỗi một manh mối. Đành rằng lớp người bây giờ rất phóng khoáng, nhưng nếu trong tình trạng không tự nguyện hoặc không hay biết gì nảy sinh quan hệ với người khác thì không còn là du qua đường đôi bên tình nguyện nữa. Có phải anh và Madam xảy ra chuyện gì không? Sao em lại hỏi vậy? Hôm đó cổ gặp anh, con người có vẻ rất mất tự nhiên, ánh mắt cũng lẩn tránh anh. Còn anh bề ngoài có vẻ như không có gì, nhưng thật ra em nhận thấy anh quan tâm cổ lắm.
Em nghĩ giữa hai người có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa không phải là công việc, mà là chuyện nam nữ yêu đương. Anh không nói chắc chắn là có lý do của anh, nhưng dù thế này đi nữa em cũng hy vọng anh cố gắng xử lý tốt. Em vô phòng xét nghiệm đi. Tạm biệt. Làm ơn chị Bi. Dạ. Vừa giải trí chẳng phải nên vui vẻ sao? Sao có vẻ buồn vậy? Có chút chuyện muốn bàn với cậu. Tuần trước rồi. Dạo này anh gặp buồn rầu không vui. Có chuyện gì? Nói nghe đi. Tôi gặp một vấn đề cũng khó giải quyết lắm. Anh cũng nói khó giải quyết, tức là căng lắm. Phải. Tôi và Tiểu Nhu. Frankie Mạc lại cần gì cưỡng hiếp người khác chứ? Phải. Con người mẫu eo la chứ gì? Chỉ có đám cảnh sát mới nghe nói nhảm thôi. Làm gì vậy? Tôi phát hiện chút chuyện có liên quan đến vụ cưỡng hiếp. Trong chừng phải nhờ cậu giúp đỡ. Anh nói vụ cưỡng hiếp có tin mới. Là chuyện gì vậy? Lúc nãy tụi anh tới bar rượu gặp Frankie Mạc. Đúng vậy. Tôi nghe hắn nhắc đến Ella. Tôi mới biết hắn là nghi can. Nhưng tôi để ý thấy tóc của hắn nhuộm màu vàng kim. Thông thường thì mỗi ngày khách sạn đều thay lượt. Có nghĩa là trên cây lượt chỉ có tóc của Ella và người đã cưỡng hiếp cổ thôi. Nhưng cô coi đi, tóc này có màu đen. Có lẽ không phải của Frankie Mạc. Tức là kẻ cưỡng hiếp Ella có khả năng là một người khác. Cho nên chúng ta phải đi tìm Frankie Mạc để tìm chứng cớ. Đối chiếu với ADN của nghi can, còn có phải có người khác cưỡng hiếp Ella không? Thế lập tức kêu nhân viên đi. Nè uống đi, uống đi, uống hết đi. Uống nhỏ vừa mới uống nè. Có mặt chắc Hào. Có chuyện gì? Xin lỗi, bởi vì vụ cưỡng hiếp có tiến triển mới, cho nên đồng nghiệp của tôi muốn lấy chứng cứ tại chỗ của ông. Lấy chứng cứ tại chỗ cũng đơn giản lắm. Phiền ông há miệng ra. Sao các người phiền phức vậy? Bây giờ là thời đại gì chứ? Tôi chỉ vô qua đường thôi, có cần trình bày với các người không? Hỏi rồi lại hỏi. Còn ông nữa, có phải bây giờ tôi đạp trúng đuôi của ông không? Cứ bám theo tôi không buông. Ông nghĩ ông là ai? Ông nghĩ ông là Ba Thanh Thiên hả? Ông mà, ông làm ơn tôn trọng một chút. Sếp Cao là đồng nghiệp của phòng pháp chính của chúng tôi. Anh đến để hỗ trợ điều tra. Tôi nhận ra các người rồi. Sếp Cao phải không? Hôm đó tôi thấy có người tặng cho ông một viên chất lượng. Sau đó ông đã cùng madam này vui đến nỗi đứng ngoài đường ôm nhau hôn hít. Sau đó tôi còn thấy hai người cùng lên khách sạn vui vẻ nữa. Hai người cũng vô qua đường thôi. Đừng có giả bộ ở đây nữa. Inútiles en los asuntos del amor.